Đau sợ xé chết luôn. Cắt cổ điện hả? Xuống ít để cắt. Cái này thấy cái này cũng không dữ rồi. Được rồi đó. Sẽ bị khô, sẽ ảnh hưởng đến bộ phận sinh học. Vệ sinh khô. À, vệ sinh khô hoặc là anh lấy dẻ ướt ướt á. Lấy khăn ướt là được không? Dạ được. Nhưng mà lấy khăn ướt xong mình phải lau khô rồi. Chứ không nó sẽ bị ố sơn. Vâng ạ, à, để em nói bàn kỹ thuật bán chỉnh cho anh. Cái cổ chưa ngay đúng không anh? Cái cổ nó méo méo à. Ok. Chân lăn lắc anh chị. Trả tiền hết rồi nha. Rồi có cái ống bơm bự đó là em đỡ cho anh nha, vậy chỉ còn dữ không? Đang chỉnh cái cổ lại để bàn giao cho khách nha các bạn. Là con Savaha Speed. Giờ mình về đâu anh? À, Bình Chánh. Cảm ơn hai anh nhiều nha. Rồi ok. Có gì anh cứ liên hệ với lại bên Tâm Đức. Ừ. Dạ. Có gì điện hỏi. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Xin chào tạm biệt mọi người nhé. Đã bán xong chiếc xe. Đã bàn giao xong chiếc xe rồi ạ. Xin cảm ơn ạ. Với tôn chỉ kinh doanh nhanh, tốt, thuận tiện, Tâm Đức Cycles luôn nỗ lực mang đến sự hài lòng cho từng quý khách. Hàng chục ngàn khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Truy cập ngay sửa xe tâm đức.com hoặc shopxetot.com để chọn lựa và đặt hàng nhanh chóng.